Chào bạn! Bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại củ quả nhé. Đầu tiên là củ gừng. Ginger. Ginger. Không phải là ginger nha. Ginger. Ginger. Củ tỏi là garlic. Garlic. Hai lần nữa nào. Garlic. Garlic. Và tiếp theo, củ gừng là chính xác, ginger. Củ tỏi, garlic. Và ta có củ hành khô đó là shallot. Shallot. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nha. Nào, shallot. 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 Còn onion là hành tây nhé. Onion. Onion. Còn củ gì nữa nào? Củ khoai tây. Potato. 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 Hai lần nữa nào. Potato. Potato. Còn khoai lang? Khoai lang thì ngọt đúng không nào? Do đó khoai lang sẽ là sweet potato. Sweet potato. Một lần nữa nào. Sweet potato. Chúng ta vẫn còn củ cà rốt. Từ này dễ rồi. Carrot. 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 Và củ cải đường là beetroot. 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 Cà rốt. Chính xác, carrot. Củ hành. Shallot. Củ hành tây. Onion. Củ tỏi. Garlic. Củ gừng. Chính xác, ginger. Củ khoai tây. Potato. Khoai lang. Sweet potato. Okay, very good. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang các loại quả dùng để nấu ăn nhé. Pepper là ớt hay ớt chuông. Pepper. 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 Còn ớt cay là chili pepper. Chili pepper. Chili pepper. Một lần nữa nào. Chili pepper. Tiếp theo, pumpkin là bí ngô. Pumpkin. 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 Tomato là cà chua. Tomato. 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 Eggplant là cà tím. Eggplant. Eggplant. Một lần nữa nào. Eggplant. Và tiếp theo, courgette là bí xanh. Courgette. Từ này khá là khó phát âm nha, bạn chú ý nhé. Courgette.
lại nhé. Quartet. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nhé. Quartet. Quartet. Bí xanh là gì nào? Quartet. Chính xác. Bí ngô. Pumpkin. Cà chua. Tomato. Ớt chuông. Pepper. Ớt cay. Chili pepper. Great. Okay, từ tiếp theo nào. String beans. Là đậu đũa. String beans. String beans. Một lần nữa nào. String beans. Con đậu cô ve là green beans. Green beans. Green beans. Và broad beans là đậu ván. Broad beans. Broad beans. Broad beans. Okay, quả bí là gì nào? Squash. Chắc chắn bạn sẽ rất thắc mắc squash với pumpkin có gì khác nhau phải không nào? Pumpkin là squash, nhưng squash chưa chắc đã là pumpkin nhé. Điều đó có nghĩa pumpkin, tức bí ngô, là một loại bí cụ thể. Đó là những quả bí tròn và dẹt được gắn liền với lễ hội Halloween. Còn squash là dùng để chỉ loại bí nói chung. Squash. Bí. Squash. Squash. Alright, that's all. Chúng ta ôn lại bài học nào. Cà chua là gì? Tomato. Ớt chuông. Pepper. Ớt cay. Chính xác, chili pepper. Bí ngô. Pumpkin. Bí xanh. Quartet, chính xác. Bí nói chung. Squash. Đậu đũa. String beans. Đậu cô ve. Chính xác, green beans. Đậu ván. Broad beans. Cà tím. Exactly. Eggplant. Củ hành khô. Shallot. Củ khoai tây. Potato. Và củ khoai lang. Sweet potato. Củ tỏi. Garlic. Củ gừng. Ginger. Hành tây. Onion. Cà rốt. Carrot. Củ cải đường. Chính xác, beetroot. Ok, như vậy là chúng ta đã kết thúc bài học rồi. Nhớ ôn lại bài học và làm bài tập nhé. Hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo.